Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy của 6 nạp âm thuộc hành hỏa. Phong thủy mệnh lư trung hỏa. Thưa quý vị, để tìm hiểu về mệnh lư trung hỏa, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất đặc điểm của mệnh này. Đi cùng với đó là chúng ta tìm hiểu về mệnh hợp với mệnh lư trung hỏa, màu hợp và tuổi hợp với mệnh lư trung hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh lư trung hỏa. Thưa quý vị, lư trung hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa. Dịch nghĩa của ngũ hành nạp âm là ngọn lửa trong lò. Những người thuộc bản mệnh này là những người sinh năm Bính Dần 1986 và Đinh Mão 1987. Những người này thường có mệnh lớn, tâm tưởng bao la, lúc khắc thế dĩ hiển hiện được sự tài hoa danh tiếng với đời. Tuy nhiên, người mệnh này thường hay bị yếu lòng, mềm lòng trước những lời nói nịnh nọt của người khác, cho nên dễ bị thất bại. Tính cách của lư trung hỏa là mạnh mẽ, mang bản sắc riêng của bản thân, đồng thời còn là người có chí tiến thủ tích cực, luôn phấn đấu không ngừng, nhiệt tình, hào phóng. Họ luôn nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, người thuộc mệnh lư trung hỏa thường rất khó kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, có điều đặc biệt là cả nam và nữ mệnh này đều dễ xúc động, mau nước mắt. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2. Đặc điểm phong thủy mệnh lư trung hỏa. Mệnh lư trung hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa. Vậy các yếu tố phong thủy liên quan đến mệnh này như mệnh lư trung hỏa hợp với mệnh nào và tuổi nào, màu sắc nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A. Mệnh lư trung hỏa hợp với mệnh gì? Thưa quý vị, muốn xác định mệnh lư trung hỏa hợp với mệnh nào, chúng ta cần xác định với sự tương sinh và tương khắc để hiểu một cách chính xác nhất. Theo quy luật tương sinh, người có mệnh lư trung hỏa tương sinh với mệnh mộc, hỏa sinh mộc. Và theo quy luật tương khắc, người có mệnh lư trung hỏa tương khắc với mệnh kim, hỏa khắc kim, và tương khắc với mệnh thủy, hỏa khắc thủy. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B. Mệnh lư trung hỏa hợp màu gì? Áp dụng quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành âm dương, xác định được mối quan hệ giữa mệnh này với hệ thống màu sắc như sau. Đối với người mệnh lư trung hỏa, rất hợp với các màu xanh lá cây, màu thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa. Ngoài ra còn hợp với các màu như màu đỏ, da cam, tím, hồng. Đây là những gam màu thuộc hành hỏa nên tương hòa với bản mệnh, tạo nên sự tương trợ lẫn nhau. Những màu nên tránh như màu vàng, nâu thuộc hành thổ, hỏa khắc thổ, bị sinh xuất khiến hao tốn nội khí. Ngoài ra không nên kết hợp với màu trắng, xám thuộc kim và màu xanh dương, đen thuộc thủy. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C. Mệnh lư trung hỏa hợp với tuổi nào? Việc xem tuổi đối với chúng ta là rất quan trọng. Ai trong chúng ta đều mong muốn có được sự thuận lợi, hạnh phúc về gia đình cũng như trong công việc, làm ăn. Vậy đối với người mệnh lư trung hỏa nên chọn tuổi như thế nào để có được những điều kiện thuận lợi mà mình mong muốn nhất? Thưa quý vị, nếu xét theo mệnh trong ngũ hành thì người thuộc lư trung hỏa sẽ hợp với người thuộc mệnh mộc, mộc sinh hỏa, và mệnh thổ, hỏa sinh thổ, hòa hợp với những người mệnh hỏa. Còn xét về tuổi thì người thuộc mệnh lư trung hỏa hợp với những người tuổi sau đây: Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu. Kết hợp với những tuổi này thì mọi việc đều thuận lợi, về gia đình thì hòa thuận, hạnh phúc, vui vẻ, còn công việc thì thăng tiến, làm ăn phát đạt, cát phú đầy nhà. Mệnh lư trung hỏa xung khắc với những người thuộc mệnh kim và mệnh thủy. Theo quy luật tương khắc trong ngũ hành thì hai mệnh này khắc với mệnh hỏa. Còn xét theo tuổi thì người sinh năm 1986 không hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tuổi 1987 khắc với người tuổi Tý, Ngọ và tuổi Dậu. Đây là những người có tuổi xung khắc với những người thuộc mệnh lư trung hỏa. Vì thế, khi chọn tuổi kết hợp làm ăn hay kết hôn, nên tránh những tuổi này. Quý vị lưu ý, cần tránh những tuổi đại kỵ. Phong thủy mệnh sơn đầu hỏa. Thưa quý vị, để hiểu rõ về mệnh sơn đầu hỏa và ý nghĩa cũng như tính chất của mệnh sơn đầu hỏa, chúng ta cần nghiên cứu từng phần về mệnh sơn đầu hỏa hợp với mệnh nào, mệnh sơn đầu hỏa hợp với màu nào và mệnh sơn đầu hỏa hợp với tuổi nào. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh sơn đầu hỏa. Thưa quý vị, mệnh sơn đầu hỏa tức là lửa trên núi, được giải thích bởi sơn là núi, hỏa là lửa, đầu là núi non. Những người sinh năm Giáp Tuất 1994 và năm Ất Hợi 1995 đều thuộc vào mệnh sơn đầu hỏa.
Mệnh Sơn Đầu Hạ thường là những người có tính cách nhiệt tình, nhiệt huyết, luôn tận tình trong mọi công việc. Họ là người khá là kín đáo, biết giữ ý. Mặc dù tài trí cao nhưng ít người biết được điều đó. Một khi họ đã tham gia vào công việc gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao nhất. Nhiệt huyết và quyết tâm như đám lửa bốc cháy. Nếu họ gặp cuộc sống tẻ nhạt, không năng động thì họ khó có thể thích nghi, khó hòa hợp. Người mệnh Sơn Đầu Hỏa tuy nhiệt tình nhưng rất nóng tính. Nóng tính nhưng lại tốt bụng, không hay giữ trong lòng. Chuyện qua là cho qua luôn. Vì thế, tuy khó tính nhưng cũng rất được nhiều người kính trọng và yêu mến. Trong làm việc cũng như giải quyết trong mọi công việc đều trong sáng, công bằng, một cách quang minh và chính đại. Nên mọi công việc của họ đều được giải quyết một cách ổn thỏa và nhanh nhất mà mọi người đều phải thán phục. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2. Đặc điểm phong thủy mệnh Sơn Đầu Hỏa. Thưa quý vị, trong phong thủy, Sơn Đầu Hỏa là một trong những mệnh thuộc ngũ hành hỏa. Vì thế mệnh này có đầy đủ đặc điểm và tính chất của hành hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A. Mệnh Sơn Đầu Hỏa hợp mệnh gì? Thưa quý vị, mệnh là một yếu tố rất quan trọng. Nó quyết định đến nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vì thế, chọn được người hợp mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn. Những người mệnh Sơn Đầu Hỏa nên kết hợp với những tuổi nào? Thì chúng ta sẽ dựa vào mối quan hệ tương sinh và tương khắc. Theo quy luật tương sinh, mệnh Sơn Đầu Hỏa tương sinh với mệnh Mộc, Mộc sinh Hỏa và mệnh Thổ, Hỏa sinh Thổ. Và theo quy luật tương khắc, mệnh Sơn Đầu Hỏa tương khắc với mệnh Kim, Hỏa khắc Kim và mệnh Thủy, Thủy khắc Hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B. Mệnh Sơn Đầu Hỏa hợp với màu gì? Thưa quý vị, màu sắc là một yếu tố không thể thiếu để quyết định đến sự thuận lợi và may mắn của mệnh Sơn Đầu Hỏa. Theo phong thủy, mệnh Sơn Đầu Hỏa hợp với màu xanh lục thuộc mộc, màu đỏ thuộc hỏa. Đây là những màu tương hợp nên nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn. Bên cạnh đó, nên tránh sử dụng các màu đen thuộc hành thủy, trắng thuộc kim đều không có lợi, gây ức chế tâm lý, giảm đi sự may mắn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C. Mệnh Sơn Đầu Hỏa hợp với tuổi nào? Thưa quý vị, cuộc sống hiện tại chúng ta làm việc gì cũng luôn muốn có một người bạn đồng hành. Đó sẽ là người cùng bạn chia sẻ những vui buồn, ăn mừng những chiến thắng trong công việc hay cùng mình rút kinh nghiệm sau những lần thất bại. Muốn đạt được điều đó, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề lựa chọn tuổi phù hợp với mệnh của mình để gặp được nhiều may mắn. Thưa quý vị, Sơn Đầu Hỏa hợp với những tuổi sau đây. Đối với những người tuổi Giáp Tuất 1994 hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ. Còn những người tuổi Ất Hợi 1995 hợp với các tuổi Mão và tuổi Mùi. Khi kết hợp các tuổi này, công việc và gia đình đều suôn sẻ, gặp được nhiều may mắn và cát lợi. Sơn Đầu Hỏa không hợp với những tuổi sau đây. Đối với những người tuổi Giáp Tuất, xung khắc với các tuổi Thìn và Sửu, Mùi. Còn những người tuổi Ất Hợi, xung khắc với các tuổi Tỵ, tuổi Dần và tuổi Thân, nên tránh kết hợp với các tuổi này bởi nó kìm hãm sự may mắn. Còn về việc công danh và tài lộc thì gặp nhiều thất bại, khó khăn và trắc trở. Quý vị nên chú ý những tuổi Đại Kỵ. Phong thủy mệnh Tịch Lịch Hỏa. Thưa quý vị, Tịch Lịch Hỏa là một trong những yếu tố quan trọng trong ngũ hành và nó luôn gần gũi với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, bản chất và những vấn đề liên quan đến mệnh này vẫn còn là một ẩn số. Và mệnh Tịch Lịch Hỏa hợp với mệnh nào, hợp với màu sắc gì và hợp với tuổi nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh Tịch Lịch Hỏa. Thưa quý vị, Tịch Lịch Hỏa lẫm liệt như tiếng sấm vang, nhanh như tia điện. Hỏa là lửa, Tịch Lịch là sấm sét, là luồng điện được phát ra từ dương bão. Và những người sinh năm 1948, 1949 thuộc ngũ hành nạp âm là Tịch Lịch Hỏa. Với đặc điểm riêng biệt của mệnh này nên người mệnh thuộc Tịch Lịch Hỏa sẽ có ảnh hưởng nhất định về tính cách và trong suy nghĩ, tác phong hành động làm việc của bản thân. Tính cách của những người mệnh này là thẳng thắn, bộc trực, nghiêm túc và nóng tính vô cùng. Đừng bao giờ chọc tức hay cố làm trái ý người mệnh này vì không thể biết được điều gì sẽ có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ lại là người luôn có tác phong làm việc cũng như trong mọi thứ đều nhanh lẹ và cẩn thận. Cho nên những người mệnh này rất ghét sự chậm chạp, không tập trung và không cẩn thận. Họ rất dễ nóng giận nhưng cũng rất dễ nguôi ngoai. Năng lượng hỏa rất nóng nên họ rất nhiệt tình và sôi nổi trong mọi công việc. Những người thuộc mệnh này họ rất quan trọng về thứ bậc, thứ ngôi, tính tôn ti trật tự, lễ phép, cư xử phải đạo. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2.
đặc điểm phong thủy mệnh tịch lịch hỏa. Thưa quý vị, trong ngũ hành phong thủy, mệnh tịch lịch hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A, mệnh tịch lịch hỏa hợp mệnh gì. Thưa quý vị, trong ngũ hành có tất cả 5 hành kim mộc thủy hỏa thổ. 5 hành này luôn tác động và có mối quan hệ qua lại lẫn nhau dựa trên quy luật tương sinh và tương khắc. Cũng trên quy luật này, chúng ta xác định được quan hệ giữa mệnh tịch lịch hỏa với các mệnh khác như sau. Dựa theo mối quan hệ tương sinh thì mệnh tịch lịch hỏa hợp với mệnh mộc, mộc sinh hỏa, và mệnh thổ, hỏa sinh thổ. Như vậy, những mệnh này có mối quan hệ nuôi dưỡng và tương trợ lẫn nhau. Trong quan hệ tương khắc thì mệnh tịch lịch hỏa khác với mệnh thủy, thủy khắc hỏa, và mệnh kim, hỏa khắc kim. Những mệnh này có mối quan hệ cản trở và khắc chế lẫn nhau. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B, mệnh tịch lịch hỏa hợp màu gì. Thưa quý vị, dựa vào kết quả phân tích quan hệ tương sinh tương khắc giữa các mệnh khác nhau với mệnh tịch lịch hỏa thì chúng ta xác định được màu sắc tương hợp và tương khắc với mệnh này như sau. Màu sắc tương hợp: màu vàng, màu nâu, hỏa sinh thổ. Vì thế màu sắc thuộc hành thổ, giúp cân bằng được tính nóng nảy cấp bách của hỏa. Nạp âm này đồng hành với mưa gió sấm sét nên hợp với màu đen và màu xanh dương, đúng hợp phong thủy với mệnh tịch lịch hỏa, đồng thời hợp với các màu thuộc hành hỏa: màu đỏ, tím, hồng. Màu sắc đại kỵ nên tránh: màu trắng, màu xám thuộc kim, hỏa khắc kim, và màu xanh lục thuộc thủy, thủy khắc hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C, mệnh tịch lịch hỏa hợp với tuổi nào. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta, việc xác định tuổi hợp là rất quan trọng, bởi điều này quyết định không nhỏ đến mọi vấn đề trong cuộc sống. Đối với mệnh tịch lịch hỏa cũng vậy, cần chú ý và quan tâm đến những tuổi hợp khác để chọn hoặc tránh kết hợp, nhằm tạo nên sự may mắn và tránh những xui xẻo có thể xảy ra. Những tuổi tương hợp với người mệnh này như sau. Tuổi 1948 hợp với các tuổi Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Dậu. Tuổi 1949 hợp với các tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý, Đinh Hợi. Những tuổi tương khắc với người thuộc mệnh này gồm: tuổi 1948 khắc với tuổi Tân Mão và Quý Mão. Tuổi 1949 khắc với tuổi Tân Mão, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mão, Bính Tuất, Ất Dậu. Những người mang mệnh tịch lịch hỏa có cá tính đặc biệt, đó cũng chính là điểm lợi thế, nhưng cũng không ít những hạn chế, cho nên phải giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh và cẩn trọng thì mọi việc mới thành công. Phong thủy mệnh sơn hạ hỏa. Thưa quý vị, mệnh sơn hạ hỏa là một mệnh rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta, và xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu tính chất, đặc điểm về mệnh sơn hạ hỏa. Về mệnh này hợp với mệnh nào, hợp với màu nào và hợp với tuổi nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1, khái quát mệnh sơn hạ hỏa. Thưa quý vị, mệnh sơn hạ hỏa là đống lửa dưới chân núi, bởi theo phân tích ta biết sơn là núi non, gò đồi, hạ là phía dưới thấp, phần chân núi, chân đồi, còn hỏa là lửa. Mệnh sơn hạ hỏa bao gồm những người sinh năm Bính Thân 1956-2016 và năm Đinh Dậu 1957-2017. Họ là những người rất thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát trong mọi công việc. Tuy nhiên, người mệnh này lại khó kiềm chế được cảm xúc. Những người thuộc mệnh sơn hạ hỏa, họ thích thiên nhiên tự nhiên, thích tự do, ghét sự gò bó. Đó là một thứ rất cần thiết cho cuộc sống, và nó cũng là thể hiện mình là con người suy nghĩ, thực hiện, không tranh giành. Không những vậy, họ luôn thích tìm tòi nghiên cứu, học hành rất giỏi, thông minh sáng suốt, thường có thành tích học tập rất cao. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2, đặc điểm phong thủy mệnh sơn hạ hỏa. Thưa quý vị, sơn hạ hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa, và nó mang đầy đủ các tính chất và đặc điểm của hành hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A, mệnh sơn hạ hỏa hợp mệnh gì. Thưa quý vị, mệnh là một yếu tố rất quan trọng, vì nó quyết định lớn đến công việc, làm ăn, sự thành đạt và tình cảm trong cuộc sống con người. Vì thế, chọn được người hợp mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn. Vậy, mệnh sơn hạ hỏa hợp với mệnh nào? Để xác định đúng, ta dựa vào mối quan hệ tương sinh tương khắc. Thưa quý vị, theo quy luật tương sinh, mệnh sơn hạ hỏa tương sinh với mệnh mộc, mộc sinh hỏa, và mệnh thổ, hỏa sinh thổ. Và theo quy luật tương khắc, mệnh sơn hạ hỏa tương khắc với mệnh kim, hỏa khắc kim, và mệnh thủy, hỏa khắc thủy. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B, mệnh sơn hạ hỏa hợp màu gì. Thưa quý vị, trong phong thủy,
việc lựa chọn màu sắc là một trong những việc rất quan trọng và cần thiết, bởi điều này sẽ mang lại may mắn thuận lợi cho quý vị trong mọi công việc và cũng như trong mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, để lựa chọn màu phù hợp với sở thích, tính cách và bản thân thì còn phải phù hợp với nguyên lý tương sinh trong ngũ hành. Vậy mệnh sơn hào hỏa hợp với màu nào? Thưa quý vị, theo phong thủy, mệnh sơn hào hỏa thích hợp với màu xanh lục thuộc mộc, màu da cam, màu đỏ thuộc hỏa. Đây là những màu tương sinh, tương hòa và trợ lực cho mệnh sơn hào hỏa. Vì thế, khi sử dụng những màu này sẽ giúp những người mệnh sơn hào hỏa tự tin và may mắn hơn trong cuộc sống. Đồng thời, người thuộc mệnh này cần tránh sử dụng các màu trắng, màu xám thuộc kim, màu đen, màu xanh dương thuộc thủy, tương khắc với mệnh nên không cắt lợi, ít gặp may mắn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C, mệnh sơn hào hỏa hợp với tuổi nào. Thưa quý vị, việc lựa chọn tuổi để kết hợp nó rất quan trọng và cần thiết, bởi điều này sẽ mang đến nhiều may mắn thuận lợi trong mối quan hệ của cuộc sống, đặc biệt là hôn nhân gia đình hay trong hợp tác làm ăn. Chọn lựa người hợp tuổi sẽ mang đến một cuộc sống thuận hòa hạnh phúc, cũng như phát triển mạnh mẽ trong công việc làm ăn, thắng nhiều hơn bại. Tuy nhiên, mỗi mệnh sẽ tương hợp với các tuổi riêng biệt, không giống nhau. Vậy mệnh sơn hạ hỏa hợp với tuổi nào để gặp được nhiều may mắn và cát lợi? Thưa quý vị, mệnh sơn hạ hỏa hợp với những tuổi sau đây. Đối với những người tuổi bính thân thì hợp với các tuổi đinh dậu, canh tí, quý mão. Còn với những người tuổi đinh dậu, hợp với các tuổi mậu tuất, nhâm dần, giáp thìn. Kết hợp các tuổi này trong làm ăn, giao dịch, tiền bạc, rồi công việc ổn định thuận lợi, kết duyên gia đình sẽ hạnh phúc, thuận hòa, vui vẻ. Mệnh sơn hào hỏa không hợp với các tuổi sau đây. Đối với những người tuổi bính thân thì xung khắc với các tuổi kỷ hợi, tân sửu, đinh mùi, tân hợi, quý sửu, ất mùi, kỷ sửu. Còn với người tuổi đinh dậu xung khắc với các tuổi canh tí, bính ngọ, nhâm tí, giáp ngọ, nên tránh kết hợp với các tuổi này, không nên kết duyên hay làm ăn. Phong thủy mệnh phú đăng hỏa. Thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu mệnh phú đăng hỏa về tính chất và những vấn đề liên quan tới mệnh phú đăng hỏa, như mệnh phú đăng hỏa hợp với mệnh nào và hợp với màu gì, cùng với đó là hợp với tuổi nào, thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1, khái quát mệnh phú đăng hỏa. Thưa quý vị, phú đăng hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa. Nó được xem là ngọn lửa của các loại dùng để thắp sáng mà con người vẫn thường sử dụng. Mệnh này chính là ánh sáng được phát ra từ những ánh đèn, mang tới niềm vui, hạnh phúc, văn minh cho con người. Mệnh phú đăng hỏa là những người sinh năm Giáp Thìn 1964-2024 và những người sinh năm Ất Tỵ 1965-2025. Họ là những người có hướng tư duy văn minh, suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thông minh và có khả năng khai sáng. Vì thế, khi kết bạn giao lưu trao đổi với những người này, quý vị sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, những người thuộc mệnh này lại nóng tính nhưng lại rất nhiệt tình, tốt bụng, luôn làm điều thiện và thích giúp đỡ những người khó khăn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2, đặc điểm phong thủy mệnh phú đăng hỏa. Thưa quý vị, trong phong thủy, phú đăng hỏa là một trong những mệnh thuộc ngũ hành hỏa. Vì thế, mệnh này có đầy đủ các đặc điểm và bản chất của hành hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A, mệnh phú đăng hỏa hợp mệnh gì. Thưa quý vị, mệnh là một yếu tố rất quan trọng, nó quyết định đến hạnh phúc và tài vận của mỗi người. Vì thế, chọn được người hợp mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn. Vậy với những người thuộc mệnh phú đăng hỏa thì nên kết hợp với những mệnh nào? Áp dụng quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành thì theo quy luật tương sinh, người mệnh hỏa có quan hệ tương sinh với mệnh mộc, mộc sinh hỏa, và mệnh thổ, hỏa sinh thổ. Và theo quy luật tương khắc, người mệnh hỏa có quan hệ xung khắc với mệnh thủy, hỏa khắc thủy, và mệnh kim, hỏa khắc kim. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B, mệnh phú đăng hỏa hợp màu gì. Thưa quý vị, màu sắc cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến sự may mắn của người mệnh phú đăng hỏa. Tuy nhiên, theo phân tích sự tương hợp và tương khắc mệnh ở trên, ta xác định được các màu sắc tương hợp như sau. Theo phong thủy, mệnh phú đăng hỏa hợp với màu đỏ, hồng, tím, da cam, màu thuộc bản mệnh hỏa. Các màu sắc này tương hòa với bản mệnh nên sẽ hỗ trợ tạo năng lượng, trấn an, kích thích tinh thần cho mệnh phú đăng hỏa rất tốt. Ngoài ra, những người mang mệnh phú đăng hỏa rất hợp với màu xanh lục thuộc mộc,
Màu này sẽ tạo nên nguồn năng lượng lớn, thúc đẩy sự phát triển. Bên cạnh đó, cũng nên tránh kết hợp với các màu vàng thuộc thổ, trắng thuộc kim, đen thuộc thủy. Đây đều là những màu thuộc hành xung khắc với mệnh phú đào hỏa. Cho nên khi kết hợp với những màu này sẽ mang đến nhiều điều không may mắn, xui xẻo trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C, mệnh phú đào hỏa hợp với tuổi nào. Thưa quý vị, trong cuộc sống không gì quan trọng hơn là có một gia đình hạnh phúc, đi cùng với đó là một công việc thuận lợi, nhiều sự thăng tiến cùng với nhiều mối quan hệ khác. Tuy nhiên, một điều quyết định không nhỏ đến những vấn đề đó là sự lựa chọn tuổi để kết hợp. Khi lựa chọn được đúng tuổi kết hợp thì nó sẽ mang lại được nhiều điều may mắn, tài vận và sự thuận lợi trong cuộc sống. Và từ đó thấy được sự quan trọng của việc chọn người hợp tuổi để kết hợp. Mệnh phú đăng hỏa hợp với những tuổi sau đây. Với những người tuổi Giáp Thìn, tương hợp với những tuổi Mậu Thân, Nhâm Tý, Tân Hợi, Nhâm Dần. Còn những người tuổi Ất Tỵ, tương hợp với các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Giáp Thìn. Khi kết hợp với các tuổi này đều rất hợp về mọi khía cạnh công danh và tài lộc. Kết duyên với các tuổi này thì tình cảm, tài lộc, tình duyên và danh vọng đều phát triển. Mệnh phú đăng hỏa khác với những tuổi sau đây. Với những người tuổi Giáp Thìn thì xung khắc với các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Còn những người tuổi Ất Tỵ thì xung khắc với các tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần. Đây là những tuổi mà người mệnh phú đăng hỏa cần tránh. Phong thủy mệnh thiên thượng hỏa. Thưa quý vị, thiên thượng hỏa là gì và đặc điểm ra sao, hợp với mệnh màu và tuổi gì thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1, khái quát mệnh thiên thượng hỏa. Thưa quý vị, thiên thượng hỏa là lửa trên trời, là một nguồn ánh sáng lớn tỏa khắp vùng đất rộng lớn. Với năng lượng ánh sáng này, nó mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Thiên thượng hỏa là những người sinh năm Mậu Ngọ 1978 và những người sinh năm Kỷ Mùi 1979. Những người thuộc mệnh này luôn sống nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên lại là người thẳng tính nên dễ mất lòng người khác. Nhưng trong thâm tâm họ luôn có một tấm lòng độ lượng, khá hào phóng và thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu mến. Thiên thượng hỏa vì mang đức quang huy, sáng lạng nên họ yêu nghệ thuật, yêu thơ văn. Họ trọng uy tín, thích lời hay, tiếng tốt, địa vị, danh vọng. Ánh mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại nên họ luôn phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2, đặc điểm phong thủy mệnh thiên thượng hỏa. Thưa quý vị, thiên thượng hỏa là một trong những mệnh thuộc hành hỏa. Nó mang đầy đủ các tính chất và đặc trưng của mệnh hỏa. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A, mệnh thiên thượng hỏa hợp mệnh gì. Thưa quý vị, việc xác định mệnh tương sinh với mệnh thiên thượng hỏa hay các mệnh khác đều rất quan trọng vì nó ảnh hưởng và quyết định đến cuộc sống. Tuy nhiên, xác định mệnh tương hợp với mệnh thiên thượng hỏa không phải là chuyện dễ dàng, cần dựa trên quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành để xác định. Thưa quý vị, theo quy luật tương sinh, người mệnh thiên thượng hỏa tương sinh với những người mệnh mộc, mộc sinh hỏa và mệnh thổ, hỏa sinh thổ. Và theo quy luật tương khắc, người mệnh thiên thượng hỏa tương khắc với những người mệnh thủy, hỏa khắc thủy và mệnh kim, hỏa khắc kim. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B, mệnh thiên thượng hỏa hợp màu gì. Thưa quý vị, trong phong thủy, việc lựa chọn màu sắc không còn xa lạ và việc lựa chọn màu phù hợp với sở thích, tính cách của bản thân cũng chính là phải phù hợp với nguyên lý ngũ hành tương sinh và tương khắc. Vậy mệnh thiên thượng hỏa hợp với màu gì? Thưa quý vị, mệnh thiên thượng hỏa nên kết hợp với màu xanh lá cây thuộc mộc và màu vàng thuộc thổ, màu đỏ thuộc hỏa. Đây sẽ là những màu sắc mang đến sự tự tin và may mắn. Nên tránh sử dụng các màu đen thuộc thủy, màu trắng, màu xám thuộc kim. Đây đều là những màu thuộc mệnh xung khắc với mệnh thiên thượng hỏa. Vì thế, tránh kết hợp với các màu này là điều nên làm. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C, mệnh thiên thượng hỏa hợp với tuổi nào. Thưa quý vị, việc lựa chọn tuổi để kết hợp rất quan trọng. Nó liên quan đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là gia đình và sự nghiệp. Và ai cũng mong muốn mình có người bạn kết hợp nên duyên vợ chồng, hay trong công việc làm ăn, mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Thế nên chúng ta cần chú trọng đến việc lựa chọn tuổi để kết hợp. Và mệnh thiên thượng hỏa hợp với những tuổi sau đây.
Đối với những người tuổi Mậu Ngọ thì hợp với các tuổi Dần và tuổi Tuất. Còn những người sinh năm Kỷ Mùi hợp với các tuổi Mão và tuổi Hợi. Khi kết hợp các tuổi này, công việc ổn định, thuận lợi, suôn sẻ, gia đình thì hạnh phúc, thuận hòa, luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui tiếng cười. Mệnh thiên thường hòa không hợp với những tuổi sau đây. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ thì xung khắc với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu. Còn những người sinh năm Kỷ Mùi xung khắc với các tuổi Thìn, tuổi Tuất và tuổi Sửu. Đây là những tuổi mà mệnh thiên thượng hỏa cần tránh. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.